Hey, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại trở lại với channel của mình. Thì hôm nay sẽ là một buổi chụp ảnh của Vinh cùng với các anh của nhóm Kiếm Thầy Ít. Ủa đâu rồi? Chai Hàn Quốc. Hàng điện, gió, gió lá. Chưa được quản lý cho ăn gì hết. Ừ. Có tụi mày tụi không ăn cho đủ thừa tao.